Hello, chào tất cả các anh chị, mình tên là Tuấn từ Colombia, South Carolina. Mình muốn chia sẻ với các anh chị về cái chứng bệnh mà mình mắc phải trong mười mấy năm. Mình sống bị allergy. Allergy mà về cái thứ nhất là Tuấn bị year round, hàng năm Tuấn đều bị, thời mùa nào Tuấn cũng bị hết. Thì Tuấn có năm, cách đây 6 năm về trước Tuấn có đi chích, đi treatment đó. Thì trong một tuần đó, là đầu tuần đầu tiên đó, thì chích 2 mũi. Rồi là một năm sau, năm thứ nhì thì một tuần chích thêm một mũi, từ trong vòng 3 năm cứ giảm xuống dần. Thì nó không có, nó chỉ đỡ thôi anh chị, nó chỉ giảm mà thôi. Sau khi từ khi tôi dùng skin, tôi dùng cái vải sana này thì không biết là mình quên luôn, hẳn luôn là nó cái allergy mình nó hết lúc nào không hay. Thì thường khi về mùa đông mà tôi trong nhà mở hít á, thì thường đi nó mình thở không được. Mà nếu mà không mở hít thì con nó lạnh. Nhưng mà năm này, một năm đổ lại đây thì không có gì nữa hết. Thì Tuấn nói sẽ là cái này là amazing, với là rất là nhiều người cũng có xài cái vải tha, thì nó thấy Tuấn mừng nhất là không kể tới cái energy với cái sức khỏe, cái energy của Tuấn ngày nay không có còn chảy mũi với là ngứa mắt thế nào nữa. Cảm ơn anh chị.